Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi câu chuyện chăm sóc bé Freddy. Các bạn cùng đón xem nhé. Ôi con bướm, đợi ta với. Sao lại bẩn thế này rồi? Chúng ta mới thay đồ xong thôi mà. Bây giờ thì theo ta đi tắm lại rồi thay đồ sạch nào. Chúng ta cùng xem Freddy sẽ đi tắm như thế nào nhé. Ôi vui quá, thật nhiều nước. Rồi mình làm gì nữa ạ? Ôi. Xong hết rồi, lại sạch sẽ như đầu rồi này. Xong rồi, bây giờ đi ngủ một lúc nhé. Vâng ạ. Ha ha, bố đi rồi. Vui quá. Sao bố lại? Sao còn chưa đi ngủ? Cho con chơi một lúc đi mà. Ngủ ngon nhé, Freddy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo nhé!